Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 71 năm qua, kể từ ngày giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2021, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng cùng với tinh thần chiến thắng biên giới năm 1950. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn thử thách, từng bước xây dựng tỉnh phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả ba nội dung đột phá và ba chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững. Sau 71 năm từ ngày giải phóng, mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với khát vọng vươn cao, vươn xa, Cao Bằng đã từng bước có sự đổi thay và bứt phá ngoạm mục. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, sau 9 năm được công nhận là đô thị loại 3, diện mạo đô thị thành phố Cao Bằng đã và đang đổi thay từng ngày, đặc biệt là hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại. Mang trong mình sự mới mẻ, năng động của sức trẻ, thành phố đã và đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Thành phố đã tập trung chỉ đạo đúng hướng, phát huy mọi thế mạnh để tạo đà cho sự phát triển. Trong đó, lấy phát triển hạ tầng, thương mại dịch vụ và du lịch là mũi nhọn. Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút khách du lịch, như phố đi bộ Kim Đồng, chợ ẩm thực, phố đi bộ ven sông, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 11% một năm. Hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư và hoàn thiện. Các tuyến đường cơ bản được nhựa hóa, vỉa hè được cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Nổi bật là tuyến đường Võ Nguyên Giáp được đầu tư khang trang, hiện đại, đã mở ra cho thành phố cơ hội để thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, an ninh quốc phòng được giữ vững, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Những thành tựu đó là tiền đề vững chắc để thành phố Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo và xây dựng cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 18. Với các cái nhiệm vụ trọng tâm đột phá thì chúng tôi xác định trong nhiệm kỳ này là ba cái nhiệm vụ đột phá. Cái nhiệm vụ thứ nhất là sẽ tập trung hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng của thành phố. Thì như các chị biết là thành phố hiện nay ấy, là nhiều cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Tuy nhiên thì với cái yêu cầu phát triển thì phải tiếp tục, nhất là cái định hướng đến cái giai đoạn 2021-2025 này là thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2 và phấn đấu đến năm 2030 phải đạt tiêu chí đô thị loại 2 và phấn đấu là thành phố đã phải là thành phố du lịch hiện đại và văn minh. Và chính cái thực hiện cái đề án thứ nhất này, cái nhiệm vụ đột phá thứ nhất này thì chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ủy sẽ ban hành các đề án về chính sách đặc thù đối với thành phố, ban hành cái đề án đô thị thông minh đấy, của thành phố, và tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết lãnh đạo thành phố trở thành đô thị loại 2 và trở thành thành phố du lịch văn minh hiện đại trong giai đoạn 2021-2025. Thứ hai là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý thì và nhân lực lao động trực tiếp. Đây là một cái đột phá, là thành phố cũng là cụ thể hóa cái chương trình trọng tâm của tỉnh ủy. Cái thứ ba là chúng tôi tập trung vào cái nâng cao cái hiệu quả quản lý điều hành của đảng, của chính quyền các cấp. Và từ cái đột phá này ấy, chúng tôi xác định là đấy phải xây dựng cái đề án đô thị thông minh.
chính quyền điện tử. Thì khi mà triển khai thực hiện đề án này, chắc chắn là cái việc quản lý điều hành, nhất là quản lý về môi trường, quản lý về an ninh trật tự, rồi là quản lý về xây dựng cơ bản, cũng như là các cái thông tin liên quan thành phố sẽ được cập nhật và điều hành trên cái hoạt động của quản lý đô thị thông minh. Với ba cái nhiệm vụ đột phá chúng tôi xác định như vậy ấy, thì cùng với các đề án, các chương trình kế hoạch xây dựng, nếu triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, tin chắc là trong nhiệm kỳ này thì thành phố sẽ hoàn thành cơ bản các tiêu chí để đạt tiêu chí đô thị loại 3. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở tất cả các kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đều xác định đúng hướng chiến lược để huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã xác định tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội bao gồm phát triển du lịch, dịch vụ bền vững, phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến và phát triển kinh tế cửa khẩu. Cùng với đó, thực hiện 3 chương trình trọng tâm gồm chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế chính sách để tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông dòng chảy, mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển. Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp khó lường. Song dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, mặc dù tiếp nhận trên 25.000 lượt công dân trở về từ Trung Quốc qua biên giới, hàng ngàn lao động địa phương tại các vùng dịch, nhưng Cao Bằng vẫn là vùng xanh duy nhất của cả nước, chưa có ca nhiễm nào qua cả 4 đợt dịch. Cùng với việc nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ an sinh xã hội. 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế của tỉnh duy trì phát triển, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như sản lượng lương thực có hạt, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn. Một số lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, như giá trị xuất khẩu công nghiệp tăng 7,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 1,5%, thu ngân sách tăng 20%. Các công trình trọng điểm thường xuyên được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhiều dự án lớn về phát triển giao thông, đô thị được khởi công xây dựng. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông có nhiều tiến bộ. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững. Trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, thì Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phát huy cái truyền thống quê hương, cội nguồn cách mạng, nêu cao cái tinh thần đoàn kết, một lòng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các cái mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều những cái kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các cái lĩnh vực với 17 trên 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, rồi bảo đảm cái quốc phòng an ninh cũng như là cái xây dựng đảng và hệ thống chính trị thì đều hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức so với lại mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng 18 của tỉnh đã đề ra. Thì bước vào cái giai đoạn phát triển mới này, thì cùng với những cái thời cơ thuận lợi, thì phải khẳng định là nó có nhiều khó khăn, thách thức, đan xen. Để cái góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu Đại toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thì Đảng bộ của tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi cái nguồn lực để thực hiện hiệu quả ba cái chương trình trọng tâm nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh đề ra, và để tiếp tục tháo gỡ ba cái điểm nghẽn, nút thắt. Các cái chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện ba cái đột phá chiến lược về phát triển du lịch dịch vụ bền vững này, rồi phát triển về cái nông nghiệp thông minh này, cũng như là phát triển về kinh tế cửa khẩu. Thế đặc biệt thì phải lãnh đạo, chỉ đạo để làm sao triển khai hoàn thành cái dự án đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng, để tháo gỡ cái điểm nghẽn và khai thông cái dòng chảy để phát triển và mở ra cái cơ hội lớn để cho Cao Bằng phát triển nhanh cũng như là bền vững, và tập trung xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành thành phố du lịch hiện đại, văn minh và cũng là cái trung tâm để tăng trưởng và phát triển, rồi cũng như là cái trung tâm để liên kết, hội nhập và tạo sức lan tỏa tới các cái đô thị trong toàn tỉnh. Trong cái công tác mà xóa đói giảm nghèo thì để bảo đảm cái an sinh xã hội thì Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành cái đề án hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn của tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh là gần 7.000 căn nhà là rột nát và nhà tạm. Chương trình đề án này thì thực hiện đến hết năm 2022 phải hoàn thành. Toàn tỉnh phấn đấu là không còn cái hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn phải ở nhà tạm cũng như là nhà rột nát. Thì cùng với lại cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, các cái đột phá về phát triển kinh tế xã hội thì Đảng bộ tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện đồng bộ các cái nhiệm vụ và giải pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo đảm cái an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội, giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và thường xuyên là đổi mới cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo của các cái cấp ủy đảng, hiệu lực cũng như là hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, trong đó chú trọng cái việc xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kết quả đã đạt được trong 71 năm xây dựng và phát triển đã tạo tiền đề vững chắc, từng bước khai thông điểm nghẽn, mở ra cơ hội lớn để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Phấn đấu đưa Cao Bằng trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh. Thực sự là bức phên dậu vững chắc phía Đông Bắc của Tổ quốc. Sáng ngày 2 tháng 10, 108 cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề Giọt hồng áo thiên thanh, sẻ chia niềm hy vọng. Chương trình do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức. Ngay trong buổi sáng, các tình nguyện viên đã được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết để hiến máu. Trong số các cán bộ công chức tham gia lần này, có người đã từng hiến máu 4 đến 5 lần, kết quả đã thu được 57 đơn vị máu. Các hoạt động diễn ra được đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm chiến thắng biên giới năm 1950, 71 năm ngày giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2021. Đồng thời, qua hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, người lao động, ngành kiểm sát nhân dân đối với xã hội, chia sẻ yêu thương đối với cộng đồng, góp thêm những giọt máu hồng quý giá cho công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện chương trình xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu, ngày 2 tháng 10, xã Hưng Đạo đã huy động cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn tổ chức ra quân trồng hoa dọc tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Nam Phong 2. Công trình tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Nam Phong 2 có chiều dài gần 1,4 km với kinh phí dự kiến trên 30 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hỗ trợ cây hoa giống, còn lại là kinh phí của địa phương.
Tại buổi ra quân, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân xóm đã tham gia quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, cắt tỉa, chăm sóc và trồng các loại hoa dọc hai bên đường trục chính của xóm, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Xóm Nam Phong 2 là một trong ba xóm trên địa bàn được Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn để xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, xóm đã đạt 6 trên 13 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Xóm Nông thôn mới kiểu mẫu do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Để tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo đã xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức chuyên môn phối hợp và hỗ trợ xóm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu. Đợt ra quân trồng hoa không chỉ hình thành những tuyến đường văn minh sạch đẹp mà còn làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường, góp phần xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng văn minh và phát triển. Chiều ngày 3 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng. Được phát động từ tháng 3 năm 2021, cuộc thi là hoạt động dành cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khuyến khích, thúc đẩy hình thành thói quen, kỹ năng, phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ và các em học sinh. Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 342 bài thi của 26 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 322 bài dự thi bằng hình thức viết tay, 7 bài dự thi bằng hình thức quay video clip. Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các bài dự thi được đầu tư công phu với hình thức phong phú, thể hiện được khả năng viết và khả năng sáng tạo của các em học sinh về văn hóa, vai trò của người đọc sách trong học tập và cuộc sống. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 47 giải thưởng cho 4 tập thể và 43 cá nhân đạt giải trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng. Căn cứ vào kết quả của vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc để gửi về tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc quốc gia năm 2021 do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đến trưa ngày 3 tháng 10 cho biết cả nước đã tiêm 45.198.217 liều vaccine. Riêng trong ngày 2 tháng 10 tiêm khoảng gần 1,4 triệu liều, cao hơn gần 620.000 liều so với ngày 1 tháng 10 là 777.256 liều vaccine. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định. Cập nhật đến trưa ngày 3 tháng 10 là Lạng Sơn, Bình Định, Phú Yên, Bình Phước, Đồng Tháp, Yên Bái, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, số mũi tiêm, số vaccine được cấp theo quyết định. Cập nhật đến trưa 3 tháng 10 là Bắc Cạn, Quảng Trị, Kiên Giang, Hưng Yên, Tây Ninh, An Giang, Hậu Giang, Lai Châu, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ. Đến nay, Việt Nam đã tiếp cận khoảng hơn 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại khác nhau, gồm AstraZeneca, Moderna, Verocell, Pfizer, Sputnik V, Adela. Tính đến ngày 30 tháng 9, đã phân bổ khoảng hơn 56 triệu liều. Liên quan đến công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn số 8228 BITMT gửi các bộ ngành, cơ quan trực thuộc chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bộ Y tế đề nghị các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Bộ Y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Đồng thời, Bộ Y tế lưu ý, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm.
Chiều ngày 2 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Tung về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy xã Hoàng Tung đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Diện tích, năng suất các cây trồng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đàn trâu bò và gia cầm được phát triển, đàn lợn tăng trên 55% so với cùng kỳ năm 2020, do nhiều hộ gia đình đã bắt đầu nuôi tái đàn trở lại. Tổng thu ngân sách tính đến cuối tháng 9 đạt gần 316 triệu đồng. Vận động nhân dân trồng mới được 51 hectare rừng. Đã có 10 hộ thoát nghèo, đạt 100% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Vận động nhân dân tự giác giao nộp 3 súng tự chế. Kết nạp được 3 đảng viên mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủng hộ các loại quỹ, tham gia nhiều công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An đề nghị Đảng ủy xã Hoàng Tung cần thực hiện ra soát, đăng ký các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 sát với thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi trâu bò vỗ béo gắn với công tác giảm nghèo, chỉ đạo nhân dân đăng ký sản xuất đối với những loại cây trồng vật nuôi mà Ủy ban nhân dân huyện đã định hướng theo chuỗi liên kết để tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư vướng mắc ngay từ cơ sở. Tăng cường chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chủ động theo dõi, giám sát phòng chống dịch COVID-19, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy và các tổ chức phòng chống COVID-19 cộng đồng. Ngày 2 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2022. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên có 19 chi đoàn với 643 đoàn viên. Đoàn trường đã duy trì phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với kết quả 99,8% học sinh hạnh kiểm tốt, không có hạnh kiểm trung bình, yếu, 100% học sinh xếp loại học lực khá giỏi. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia. 100% chi đoàn đăng ký đảm nhận công trình thanh niên làm theo lời Bác. 100% đoàn viên thanh niên thực hiện tốt phong trào ba trách nhiệm, phong trào đồng hành với thanh niên, học sinh trong nghề nghiệp và việc làm, tổ chức các buổi học, hoạt động ngoài giờ, lồng ghép giáo dục các kỹ năng sống. Nhiệm kỳ 2021-2022, Đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn và 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi, tổ chức được diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, 3 chủ động, tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2021, đăng ký trên 100 ý tưởng sáng tạo trên cổng ý tưởng sáng tạo.net. Kết nạp trên 100 đoàn viên mới, phấn đấu đạt đoàn trưởng vững mạnh, xuất sắc. Ngày 2 tháng 10, đoàn cơ sở phòng PK02, Chi hội Phụ nữ cơ sở Công an tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên phường Ngọc Xuân và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Cao Bằng tổ chức chương trình thiện nguyện tiếp sức em đến trường, thăm tặng quà điểm trường Lũng Khỉnh thuộc trường tiểu học Thị Xuân, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng. Điểm trường Lũng Khỉnh có 16 học sinh dân tộc Mông. Đây là điểm trường nằm trên núi cao, hàng năm thiếu nước sinh hoạt trong 3 tháng mùa khô. Bên cạnh đó, do các em đều thuộc diện hộ nghèo nên còn thiếu đồ dùng học tập. Thấu hiểu những khó khăn vất vả của thầy và trò nơi đây, đoàn thiện nguyện đã trao tặng các thầy cô giáo và các em học sinh điểm trường các trang thiết bị đồ dùng học tập cùng 2 tách nước, 1 máy lọc nước với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện hướng đến các em học sinh dân tộc thiểu số, nơi đặc biệt khó khăn để chia sẻ, động viên, hỗ trợ, tiếp sức cho các em đến trường. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Cao Bằng, mùng 3 tháng 10 năm 1950, mùng 3 tháng 10 năm 2021 và 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021. Theo Cục Thống kê công bố, trong 9 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới trong toàn tỉnh giảm gần 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng tăng lên đáng kể.
Do dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng có sự sụt giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chỉ có 108 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 536 tỷ đồng, giảm gần 14,3% về số doanh nghiệp, giảm 50% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 4,96 tỷ đồng, giảm 41,78% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có 35 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 125 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bao gồm 61 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 64 doanh nghiệp giải thể. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021 được đánh giá có nhiều tín hiệu khả quan hơn so với quý 3 năm 2021. Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đến hết tháng 9 năm 2021, công ty xăng dầu Cao Bằng đã đạt tổng doanh thu trên 488 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 124 tỷ đồng. Tạo việc làm và trả lương bình quân cho người lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Cụ thể, doanh thu từ bán xăng dầu đạt 466 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh khác như bảo hiểm, nước giặt, sơn Petrolimex đạt hơn 22 tỷ đồng. Trong năm, công ty thường xuyên chú trọng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cũng như vấn đề bảo vệ môi trường tại đơn vị. Các lao động được tham gia huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ. Hàng năm thường xuyên tiến hành quan trắc môi trường nơi làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang thiết bị máy móc để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, có các biện pháp xử lý chất thải, rác thải công nghiệp. Trong những tháng cuối năm, công ty xăng dầu Cao Bằng tập trung phát triển mạng lưới cửa hàng trên toàn địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác đảm bảo nguồn hàng, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường, xây dựng cơ chế giá bán linh hoạt. Phấn đấu đến hết năm 2021, doanh thu đạt 600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 174 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tích cực nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với bảo vệ môi trường. Trong đó, triển khai xây dựng mô hình xóm điểm về bảo vệ môi trường bước đầu đạt được những chuyển biến rõ nét, góp phần làm thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm đã trở thành một hoạt động thường xuyên quen thuộc của những hộ dân trong xóm Bản Thơn, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, là một xóm biên giới với 24 hộ dân trên 100 nhân khẩu. Xóm Bản Thơn được lựa chọn là xóm điểm trong xây dựng nông thôn mới, cũng là xóm kiểu mẫu về bảo vệ môi trường ở xã Cô Ngân. Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của các cấp các ngành, đặc biệt qua công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhận thức của người dân trong xóm đã được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động chung tay bảo vệ cảnh quan xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường được người dân hưởng ứng tích cực. Hàng tháng, nhân dân trong xóm thống nhất thực hiện tổng vệ sinh định kỳ khu vực xung quanh nhà ở, đường làng ngõ xóm với các hoạt động như phát quang bụi rậm, dọn cỏ, thu gom rác trên tuyến đường, trước nhà. Nhân dân được khuyến khích trồng các loại hoa, cây cảnh tạo cảnh quan sạch đẹp, tuyên truyền người dân phân loại rác, xả thải đúng nơi quy định. Đấy, từ ngày cấp trên phát động phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường thì bản thân tôi thì cũng nhận thức sâu sắc rằng đấy là cũng là một ý thức của từng cá nhân và hộ gia đình chúng tôi đấy, ở xóm, tất cả các xóm này thì tôi cũng thấy là rất là tốt. Thứ nhất về đảm bảo về sức khỏe đấy, về đời sống của nhân dân ở đây thì chúng tôi thấy thì cũng rất là tốt đấy, cũng rất là nhiệt tình đấy. Thì qua cái tuyên truyền từ các ban ngành của xóm thì tôi thấy bà con ấy cũng là mọi người cũng thấy là rác rưởi các túi nhựa các thứ thì cũng thấy là sạch sẽ hơn nhiều. Cứ hàng tháng thì xóm chúng tôi cũng tổ chức là đi tổng dọn vệ sinh. Đấy, tôi cũng thấy là rất là vui. Và trong gia đình tôi, như bản thân tôi thì trong gia đình tôi cũng vận động. Đấy, vợ con tôi thì cũng thu dọn, tổng dọn vệ sinh khu vực xung quanh nhà và ngõ xóm. Đầu làng. Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, việc tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ từ xa đến xóm. Thông qua các buổi tập huấn, tuyên truyền, các cuộc họp chi bộ, họp xóm tuyên truyền đến từng hộ dân, các đoàn thể từ Ban Công tác Mặt trận, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh tích cực tuyên truyền hỗ trợ hội viên thực hiện những công việc cụ thể thiết thực. Đặc biệt,
chuyển biến rõ nét nhất là việc di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Trước đây, tỷ lệ nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở xóm Bản Thơn khá cao do thói quen phong tục tập quán của người Tài Nùng có từ lâu đời. Nhưng nhiều năm trở lại đây, việc di rời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở đã được nhân dân tích cực thực hiện. Chi bộ xóm đưa vào nghị quyết nhân dân cùng chung tay tháo gỡ khó khăn về kinh phí, diện tích đất xây dựng chuồng trại. Đến nay, cơ bản 100% hộ dân trong xóm đã hoàn thành việc di rời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở. 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh từ nguồn nước tự nhiên sẵn có. Phong trào bảo vệ môi trường thì xóm tôi cũng triển khai đến các cuộc họp này, đông đảo bà con đồng tình tham gia. Mỗi tháng chúng tôi cũng triển khai phát quang lao động trong khu vực xóm của mình. Ý thức của người dân cũng đồng thuận cao. Trên nhà cửa thì xóm tôi cũng vệ sinh, cũng đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, về nhà cửa, bếp, vệ sinh, di rời chuồng trại cũng đảm bảo 95%. Môi trường là một trong 8 tiêu chí nông thôn mới chưa đạt của xã Cô Ngân. Việc xây dựng có hiệu quả mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở xóm Bản Thơn sẽ là tiền đề để triển khai và nhân rộng trong toàn xã, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống, cải thiện cảnh quan diện mạo nông thôn, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.